bảo trợ bởi thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333, nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đài Little Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình Tử Vi và Số Mệnh. Chương trình của chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ Tư và thứ Sáu lúc 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Hôm nay, thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021, âm lịch là ngày 21 tháng 6 năm Tân Sửu. Ở cõi âm, chùa chiền hoặc là ghi sổ mà các trẻ thơ được rửa tội cũng đều dùng là ngày Kỷ Mão, tháng Ất Mùi. Tháng Ất Mùi với cái ngày Kỷ Mão thì hôm nay là một ngày tốt bởi việc can chi đồng hành, đồng hào huynh đệ. Và cái việc mà kết bạn, đi thăm bạn bè, cưới hỏi hay bạc tiên rất là tốt. Chỉ có việc mà công danh mà cầu tiền bạc thì không tốt. Và kính thưa quý vị, như thường lệ chúng ta có chủ đề cho một chương trình, đó là chủ đề chúng tôi chọn là vận hạn trong một tháng. Vận hạn trong một tháng của một năm. Kính thưa quý vị, lý do chúng tôi chọn cái đề tài này là bởi vì hầu hết chúng ta xem tử vi thì chúng ta biết một cả đời của mình, định mệnh của mình từ lúc bé cho đến lúc lớn. Thế nhưng mà người ta theo cái tập tục quen là cứ mỗi một năm người ta đi chùa hay là xin hái lá hay là xin sâm, người ta cứ hỏi là năm nay tôi như thế nào. Đó là cũng một cái điều hỏi rất là chính xác. Thế nhưng bởi vì khi nói rằng là năm nay bạn tốt hay bằng xấu, nhưng vì một năm nó có tới 12 tháng mà chúng ta không đủ thời gian để chúng ta theo dõi được cái chu kỳ tốt xấu của trong một năm, cho nên là chúng tôi chọn chủ đề là vận hạn trong một tháng của một năm để chúng ta biết rõ rằng là chúng ta đối mặt với cái tháng trước mắt của chúng ta là tháng tốt hay tháng xấu, để mà chúng ta từ đó mà chúng ta biết con đường chúng ta đi. Bây giờ ví dụ như là nghe chúng ta nghe ông người thầy nói rằng là chúng ta rất tốt trong một năm, nhưng mà một năm thì có tới 12 tháng, có tháng tốt tháng xấu, tháng tốt tháng xấu, sau đó một năm người ta nhìn lại thấy đây là tháng tốt, năm tốt của mình, hoặc là cái năm xấu thì lại có tháng tốt tháng xấu, tháng tốt tháng xấu, nhưng mà cuối một năm 12 tháng người ta thấy lại rằng là đây là cái năm xấu của mình. Để cho chuẩn xác và chính xác hơn, để cho các bạn dễ theo dõi cái cuộc đời của mình với chính xác cái tuần tự của cái tháng kế tới, thì chúng tôi xin phép trình bày chủ đề là vận hạn trong một tháng của một năm. Và tính tới ngày hôm nay thì là ngày 30 tháng 7 năm 2021, chủ đề vận tháng của chúng ta là như thế nào? Kính thưa quý vị, chúng tôi chọn từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9, tức là chúng ta có khoảng chừng 10 ngày nữa để chúng ta bước vào cái vận hạn của cái tháng, tôi gọi là tháng thân, tháng kim. Tức là chúng ta mọi sự rắc rối gì đó thì chúng ta cần thay đổi thì chúng ta phải chờ đến ngày 11 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 chúng ta mới có sự thay đổi. Và hôm nay thì kính thưa quý vị, chúng tôi xin trình bày về cái vận hạn 11 tháng 8 đến 10 tháng 9 dương lịch của năm nay cho tất cả các tuổi. Và chúng tôi trình bày sơ qua về cái phương pháp chọn lựa như thế này. Chúng tôi phối hợp giữa tử vi Tây Phương và tử vi Việt Nam của chúng ta, để chúng ta có một cái sự chuẩn xác và dễ theo dõi được những cái ngày kế tiếp đang tới thẳng trong cái cuộc sống của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, cái năm á, thì là một cái năm tốt xấu chúng ta biết rằng là chúng ta biết sơ qua thôi, nhưng mà đến cái tháng nào nó sẽ có cái lệnh, tôi gọi là nguyệt lệnh, cái tháng nào thì cái tháng đó chính là cái tháng sẽ khởi sự cái công việc của chúng ta. Không phải như là một năm tốt thì tất cả tốt hết từng 12 tháng, không phải. Cứ thưa quý vị, một năm tốt thì có tháng tốt tháng xấu, tùy theo tuổi, tùy theo tháng, nhưng mà cái tháng mà bắt đầu tốt hay xấu đó chính là cái tháng rất quan trọng để chúng ta nhận được cái do ngũ hành sinh khắc của nó mà chúng ta biết được rằng là tốt hay xấu. Mà tùy theo tuổi của người ta. Tôi lắc ở đây sau khi chúng tôi sẽ đọc sơ một vài tuổi để quý vị có thể hiểu được chu kỳ của cái vận thời của một năm. Rất là quan trọng, kính thưa quý vị, bởi vì
Tôi xem tử vi cho một số người thì người ta cứ hỏi rằng là năm nay tôi như thế nào, năm nay tốt lắm. Nhưng mà đến cái tháng đó thì nó thưa thầy, tôi chờ 4 năm tháng rồi sao không chẳng thấy tốt gì cả, thầy nói tốt là như thế nào? Nhưng mà kính thưa quý vị, người ta phải chờ thêm có thêm 1 tháng nữa, hoặc 2 tháng nữa, hoặc 3 tháng nữa đến cái tháng của cái nguyệt lệnh đó thì nó mới biết là mình xấu hay tốt. Bởi vì một sự việc xảy ra kính thưa quý vị cho chúng ta đó, nó không phải xảy ra một ngày rồi nó hết. Sự việc xảy ra có khi nó kéo liên tục cả một tháng trời, và từ đó nó kéo đến những cái vấn đề rắc rối cho chúng ta liên tục đi sau. Cho nên chúng ta khởi sự chỗ động của cái tháng nó như thế nào và cái nguyệt lệnh ngũ hành của nó như thế nào thì chúng ta sẽ thấy được. Và chúng tôi soạn ra thì kính thưa quý vị, chúng tôi soạn theo từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 thì nó có 4 vấn đề mà chúng ta luôn luôn khắc khoải lo âu cho cuộc sống của chúng ta. Đó là thứ nhất là vấn đề sức khỏe, thứ hai là vấn đề của tình cảm, tình yêu, tình vợ chồng vân vân. Thứ ba là đến cái tài lộc của chúng ta, và thứ tư là đến cái công việc làm ăn, cái quan hệ buôn bán của mình với mọi người. Và kính thưa quý vị, chúng tôi lấy một ví dụ, một vài ví dụ để nói cho quý vị rõ, để quý vị có thể hiểu được, mà may mắn là người nghe có thể thấy được. Tuy nhiên sau chương trình thì kính thưa quý vị, hoặc là hiện tại quý vị có thể gọi vào để mà xin một cái bản copy. Chúng tôi xin dành tặng cho 10 người gọi vào để lấy bản copy, tức là tất cả những cái tuổi nào cũng có thể biết được rằng là cái tháng tới tính từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 chuyện gì sẽ xảy ra cho bạn trong vấn đề sức khỏe, tình cảm, tài lộc và công việc làm ăn. Nay tôi xin ví dụ một điển hình là những người mà sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6, tuổi trong giấy tờ của bạn đó thì là từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6 đó, người ta gọi là tuổi sư tử, tuổi Leo. Thì vấn đề sức khỏe của những người này thì là tương đối tốt. Riêng hai tuổi Giáp Ngọ 1954 và tuổi Bính Ngọ 1966 đó thì dễ bị bệnh cao máu và stroke, nên đi chậm và tránh những cái tai nạn té xe hơi vân vân. Về tình cảm thì có phần tốt đẹp và thăng tiến, vợ chồng, tình yêu trai gái có giận nhau thì đây là lúc để làm huề, và bỗng dưng thì cái người đối tượng sẽ trở nên dễ dàng với chúng ta hơn. Tốt nhất cho 3 tuổi Tỵ, Dậu và Sửu, bất cứ can gì, bất cứ nam hay nữ, về tài lộc rất may mắn trong tháng này. Tài lộc đến bất ngờ, dễ nhặt được tiền, được của, dễ được trả nợ, làm việc dễ được tăng lương. Nhưng mà tốt nhất cho các tuổi sau đây: Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Tân Dậu sinh năm 1981 và Canh Thân sinh năm 1980. Về công ăn việc làm thì là sẽ bị chậm lại, công việc bị chuyển đổi, không nên nói nhiều, đối khẩu với bất cứ mọi người trong công việc của mình. Tuy nhiên cái việc kết bạn thì là dễ dàng. Đó là cái chúng tôi nói cho quý vị nghe, những người sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6, quý vị kiểm tra cái birthday của mình. Quý vị sinh vào từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6 tôi gọi là tuổi sư tử Leo, là những cái người mà tuổi sư tử đó quý vị, tức là ở cái vượng khí nó mạnh nhất trong tử vi của Việt Nam hay là tuổi Tàu đó, thì người ta gọi đó là cái tuổi ngọ đó, cái con ngọ, con ngựa, cái tính khí nó mạnh, âm dương tính nó mạnh nhất, và tuổi sư tử cũng vậy. Cho nên người ta dùng cái con vật để mà biểu tượng cái khí lực, cũng như là cái năng động, sức mạnh của nó nằm ở trong cái con vật để mà biểu tượng cho cái khoảng thời gian của chúng ta. Thì chúng tôi vừa trình bày, đó là chúng tôi vừa trình bày với chủ đề vận hạn trong một tháng của một năm. Quý vị có hỏi các thầy thì quý vị hỏi rằng: thưa thầy, tôi tháng tới như thế nào? Đó, tháng tới như thế nào? Nếu quý vị mà hỏi một năm thì người thầy có thể cho quý vị năm nay tốt lắm, nhưng mà quý vị chờ mãi không thấy tốt, hoặc là tốt đã qua rồi vân vân, quý vị sẽ biết rằng là cái việc tốt hay xấu là cần để biết cái tháng sắp tới của chúng ta, để chúng ta đối mặt, để mà chúng ta xử thế. Ví dụ như chúng ta đang chọn là từ ngày 11 tháng 8 dương lịch đến ngày 10 tháng 9, trong chương trình tử vi và số mệnh chúng tôi đã soạn sẵn cho những người sinh vào từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6, tôi gọi là tuổi Leo, tuổi sư tử, và cái việc ảnh hưởng đến các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới là ngày 11 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9,
cái việc sẽ gặp như chúng tôi vừa trình bày cho tuổi sư tử, và kế tiếp chúng tôi xin trình bày thêm về tuổi sử nữ, tức là những người sinh vào ngày 22 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9, từ sinh vào từ ngày 22 tháng 8 dương lịch đến ngày 22 tháng 9 dương lịch, và vận hạn của người này như thế nào, tính từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9, kể cả nam và nữ giống nhau. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi đã soạn sẵn. Về sức khỏe thì không được tốt, dễ bị cảm và đau bụng, bao tử là một cái vấn đề dễ xảy ra, đáng lo cho hai tuổi, tuổi Quý Mùi và tuổi Kỷ Mùi và tuổi Quý Mùi. Tình cảm thì tràn đầy hạnh phúc, được nhiều thuận lợi trong vấn đề tình cảm, tiền bạc thì gặp nhiều may mắn và rất là tốt đẹp, nhất là tuổi Tân Mùi và tuổi Canh Thân. Còn về công ăn việc làm thì vẫn bình thường, không xấu mà cũng không tốt, công việc vẫn như cũ, bình thường là như thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục sau với những tuổi khác. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi xin phép mời quý vị vào phần quảng cáo thương mại đặc biệt của đài chúng tôi.